một cái sự thời khắc nó chuyển giao của một đêm trừ tịnh mở ra một cái niềm hy vọng mới, cũng như tất cả chúng ta có quyền hy vọng không còn thiên tai lụt lụt, không còn dịch bệnh, nhà nhà ấm no, gia đình hạnh phúc và ngành nghề làm ăn phát triển tốt đẹp, để những người nghệ sĩ của chúng tôi yên tâm mà cất cao lời ca tiếng hát. Nói chung từ xưa tới nay Thanh Nam đi làm nghệ thuật tới nay thì năm nào cũng vậy, chỉ có mấy năm dịch bệnh đó thì không có đi diễn được. Còn như năm nay thì bắt đầu đêm giao thừa là Thanh Nam đi diễn ở Sóc Trăng, ở Cù Lao Dung, ở Kiên Giang. Rồi tới mùng 1, mùng 2 thì ở nhà ăn Tết với gia đình. Theo tục lệ hàng năm thì cái ngày giao thừa đó là cái ngày nó cũng rất là quan trọng, bởi vì mình tiễn đưa một cái năm cũ để mình chào đón một cái năm mới. Thì gia đình của Bảo Quốc là cứ đêm giao thừa là từ 11 giờ cho tới 12 giờ là chuẩn bị, là cái đồng hồ nó vừa bắt cái tông qua 12 giờ là bắt đầu cúng kiến để mà mình đón, mình chào đón một cái năm mới là đến với chúng ta. Và rồi sáng mùng 1 thì cũng có một cái bàn thờ ở ngoài trời để mà lại trời lại Phật để đón chào một cái năm mới. Và cũng cầu mong là trời Phật sẽ ủng hộ. Đây là một cái niềm tin, một cái tâm linh mà không phải riêng Quốc đâu. Quốc nghĩ là tất cả mọi người dân Việt Nam chúng ta đều có một cái tâm linh như thế này. Tết và giao thừa đó là cái truyền thống của người Việt Nam mình. Cho nên cái ngày đó là tất cả gia đình được tề tựu về để đoàn viên. Cho nên mình phải theo cái truyền thống đó mà mình cứ tiếp tục mình đi hoài. Năm nay Lâm nghĩ rằng một cái năm mà Lâm cần phải dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Vì sau những cái biến cố như là đại dịch nè, rồi kinh tế nè, rồi nữa là cuộc sống nó có nhiều thay đổi, thì mình muốn dành một cái thời gian nhất định nào đó trong những cái ngày Tết để mình quay quần bên gia đình. Nhưng mà đúng là mình tính không qua trời tính. Vì vậy cho nên là đến giờ cuối Long lại được mọi người nghĩa là mời Long trong những cái đêm diễn. Rồi mùng 1 thì Long không nhất định là Long không có nhận ở đâu đó, để Long có thể Long ở nhà quay quần bên gia đình chúc Tết. Không riêng gì Long Nhật mà tất cả các nghệ sĩ sẽ hát trong đêm giao thừa. Và năm nay cũng vậy, Long Nhật sẽ đứng ở đầu cầu truyền hình Thừa Thiên Huế. Đó là cái đêm giao thừa nhanh nhưng mà hát xong và nhanh nhanh chóng chóng về gia đình trước giờ thời khắc không giờ. Thường thì ngày giao thừa đối với tất cả mọi người có những cái công việc khác đi trong cái ngành nghệ thuật á thì sẽ được nghỉ và được ở nhà quay quần với lại gia đình. Nhưng mà riêng với những gia đình mà hoạt động nghệ thuật giống như gia đình của Trà Ngọc với anh Tống Hạnh Nhiên á, trước á là thường giao thừa á là mọi người ở trong nhà đúng không? Nhưng không, trước giao thừa khoảng 30 phút là em phải xách xe đi, là em đi lái xe đi đón chồng em lúc nào cũng vậy hết. Ổng tại vì ổng diễn chương trình vào đêm giao thừa cho nên là sẽ xách xe đi đón, bắn pháo bông đùng đùng là hai vợ chồng lái xe giữa đường phải tấp xe vô lề, xong rồi kiếm chỗ nào đó thật là kiểu cái góc nào đó thật là thuận tiện, thật là đẹp để ngước lên trời coi pháo hoa. Như năm nay cũng vậy, thì cũng anh Nhiên cũng nhận một cái lịch để diễn vào đêm giao thừa, ảnh diễn ở Long An đó mọi người. Cho nên là năm nay thì Ngọc cũng sẽ ở nhà chuẩn bị đồ cúng với mẹ, sau đó cũng xách xe đi đón chồng về. Gần tới giao thừa rồi, Linh Trung bây giờ chưa nghỉ được ngày nào hết, chỉ vì là gia đình cũng đơn chiếc á, cho nên không tham gia những cái chương trình biểu diễn ở giao thừa, vì là do một là lớn tuổi, hai là vì xa xôi á. Chứ mà trước khi hoạt động tới giao thừa thì rất là nhiều chương trình. Và những ngày giao thừa hay là những ngày Tết đối với Phi Hùng là luôn là những ngày bận rộn nhất. Phải nói là 20 năm rồi Phi Hùng đều đón Tết xa nhà. Và những ngày đó thì Phi Hùng dành phần lớn thời gian để đi biểu diễn cho các chương trình cộng đồng và một số các khu công nghiệp dành cho các bạn công nhân xa nhà. Bên cạnh đó thì Phi Hùng cũng thích cái không khí được hòa mình vào mùa xuân để cảm nhận các vùng miền và đón Tết cùng với khán giả. Bởi vì những ngày Tết là những ngày mà chúng ta cần truyền cho nhau những tinh thần, những ngọn lửa âm nhạc cũng như là những cái nguồn cảm hứng. Và Phi Hùng cảm thấy rằng là mình có thể phát huy tốt nhất vai trò này trong những ngày Tết. Năm nay thì Phi Hùng lại được trở lại với Long An, một thành phố đang từng ngày đổi mới, và con người nơi đây cũng luôn cho Phi Hùng những cảm hứng, những tình yêu mà Phi Hùng đi đâu cũng luôn luôn nhớ đến khán giả Long An. Hẹn gặp lại khán giả Long An vào đêm ngày 30 nhé.